trước mặt hình ảnh chúng ta là hai ghi hình hai bò chở ha. Con kia 6 tháng, con này lớp men này mấy tháng chú? Con lớp men cũng 4 tháng mấy à. 4 tháng rưỡi, con kia 6 tháng ha. Với tên gì ạ? Con bên đây 3B, con kia tên. Đây, con lớp men này chữa 3B chú anh chị. Hai con này chữa lứa thứ hai ha, đang âm chữa lứa thứ hai. Đó, lớp men nè. Đây. Âm chữa lứa thứ hai nha. Rồi. Âm chữa thứ hai ha chú anh chị. Lết men đầu trụi cực kỳ đẹp luôn. Thấy mặt này của chú anh chị. Thấy không? Đây. Thấy mặt sáu lưng là nghiêm chỉnh nha. Đó. Đây nè. Bò này cho ông bỏ bê nè chú anh chị. Chân cẳng rồi xình bố lem luốc nữa ha. Con này mà nuôi kỹ đúng đàng hoàng, nhà nuôi đàng hoàng, con bò này nó lên hình, nó đã hình bự lắm của chú anh chị. Nó đầy đạm lên nhìn nó đẹp bò ha. Con này tại thiếu nuôi. Đó. Thì hai con bò này chiều cao một con 1m28, con 1m27 bò ha chú anh chị. Đó, con này thì con xin. Bô xin màu đỏ mặt nè chú anh chị. Con này thì chữa 6 tháng nha. Đó, đang âm chữa lứa thứ hai. Chân cản cũng liền lạc, không có bú ép xe xuống lúng xuống luộc gì hết nè. Thấy không? Xe mặt cho chú anh chị. Xe mặt xe lưng nè. Thấy chưa? Màu đỏ mặt ha. Nè. Làm gì vậy? Bốn móng. Đây. Thì con giờ em nhắc báo giá luôn. Con lết me này thì chiều giá tiền là anh chủ nhà anh bán giá là 29 triệu, con kia giá là 27 triệu 500 ha. Con lết me này chữa 4 tháng rưỡi nè, bao chữa bao lòi luôn là 3 tháng ha chú anh chị. Đây, lúng yếm là chú anh chị, lúng chèn nha. Dàn lúng chèn của chú chị. Đó, con hai gòi này hình cặp mình nó liền bò chú chị. Nó không cao mà nó liền lạc ha. Đó. Đây, con lết me nhưng con bu xin. Xương xương to nè. Thấy không? Móng sò luôn chú chị. Lết me nè, phát thăng cái dàn xương móng ha. Vô là lúng miếng lúng chèn bản luôn chú chị. Đầu tự rủi luôn nè. Đó, lết me ha. Con này giá tiền là 29 triệu liền bò. Mong cô chú chị ở gần xa thấy ưng mới mua liên hệ ha. Đây. Chân đẳng là dày đặc ha. Đó. Thùng dạo lớn. Chữa thì bao chữa về trong vòng 3 ngày thì cô chú chị mà thấy là số thú y thăm khám lại cho em ha. Còn loại đủ bên em bao 3 tháng. À, sông lưng nè, con bu xin lên sông lưng nè. Hai con sông lưng thác thăng của chú chị. Con lết men này tại nó chủ nhà nó bỏ bê hơi ốm. Đúng sức nó ra là nuôi nung lên cái là nó phát định đẹp bò cực kỳ lực luôn. Nha. Đó, giá cả thì tiền nào cô nấy hết chú anh chị. Đó. Nè. Lúng yếm là chú anh chị. Nhắc lại con đỏ mật này hay giá tiền là 27 triệu 500 ngàn ha. Còn con lết men thì giá là 29 triệu. Đó. Hai con này một màu không có lem bớt gì hết chú anh chị. Cả đòn rất là dài đòn nha. Con kia nó đây hai con hình ảnh nè, gửi đầy đủ hơn cho cô chú xem kỹ nha. Đó, gừng da đầy đạm màu bóng lưỡng luôn chú chị. Ê.
hình ảnh ha. Giờ hồi nãy em gửi hai con để gửi cho cô chú chị giá cả ông báo rồi ha. Kích thước em cũng đã nó công bố rồi hết rồi. Đó. Đứng im mẹ. Là mình nên mới mùi. Lùi. Đây. Đây hình ảnh này cô chú chị thấy nó đọc bò hang bản đồ lớn luôn. Đó. Giờ hình ảnh nó mới gửi đầy đủ hết cô chú anh chị xem kỹ rồi đó. Đó, thì mong cô chú anh chị mình xem thấy nội dung giá cả ưng ý mua rồi thì liên hệ cho mình em ha. Đây. Trước mặt chúng ta hình ảnh nè, con bò nè chú chị ha. Đây. Con bò chiều cam đó là 1m23 rồi, không sao ha. Đầu tụi tụi nha chú chị. Đây. Xe lưng là nghiêm chỉnh nha. Lông da những ngày bóng nưỡng luôn. Đó. Xe lưng nè chú chị. Đây. Lưng dai nè. Mình rất là ú bên bò ha. Thì con bò này bên em chữa tơ, bên em bao chữa ha. Chữa là 6 tháng rồi. Đít nè, thác thăng không? Chân cẳng nè chú chị, chân cẳng lại quan sát là không có búa xe xuống lúng xuống luồng hết nha. Chân trước nè. Đây. Lúng nè, ha. Dạo lúng là có ha. Đây, thì do chữa nó lớn thì nó mắc hơi căng, nó bụng hơi mắc có lúng chí hen chú anh chị. Đây lúng nè chân sau của chú anh chị. Đây xương sống được khá ha, không bò này không có bú bắp xe xuống lúng được bao hết. Đây bao toàn diện nha. Đây hình ảnh nè. Hiện bò này chú nhà anh bán giá là 25.500.000 ha. 25.500.000. Đó thì cô chú anh chị gần xa thấy ưng ý mua liên hệ liền cho em. Để mình chú hữu bò về mình làm giống. Xin sẵn ha, cái OB F1. Quà to nha chú anh chị. Gần quà to. Đít bự đùi bự ha. Thác thăng luôn. Lông da những gì. Đó. Thì cô chú anh chị gần xa mà thấy ưng ý mông bò này thì liên hệ cho mình em nha. Bản đồ đít nè. Sông lưng nè. Quay tầm xa cho cô chú anh chị thấy rõ ha. Xương sống rồi ha. Đuôi đít nè, sông lưng của chú anh chị. Thì con này bò tơ, đó nó đẻ ra cái nó nở nữa nghe, con bự nữa chú anh chị. Đó, lưng dai nè ha. Phát ghê không? Đuôi đít nè. Đó. Gần qua to ha. Cái giá tiền anh đưa là giá bò này rất là hợp, rất là hữu nghị, giá hữu nghị luôn. 25.500.000 chữa hữu bò tơ chữa của chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị gần xa thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Cái bê tơ chữa 6 tháng nè. Giao tinh kem ha chú anh chị. Đó, rất là đẹp bò lông da những nhừ nè, cặp mình nè, đặt bò ha. Thác thân mình không? Hay mong cô chú chị ở gần xa thấy ưng ý mua liên hệ ha. Bò lông da nhuyễn da mỏng nè, bóng bò ghê. Cô chú chị. Thả đoạn dài.
đầu trụi ha. Đó, thì cô chú anh chị mình xem kỹ cái nội dung, thấy giá cả ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Đít nè, thắt hăng đít nè, qua to đàng hoàng ha chú anh chị. Con này thì mua thì nuôi đẻ là khỏi phải nói tới luôn. Giá tiền có 25.500.000 đó. Sở hữu cho bò tơi chữa ha. Đồ ăn cỏ hay gì đó, trung trung luôn.